Nếu mà các bạn xác định làm ứng dụng miễn phí cho người dùng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Android trước ha, đó là trên nền tảng của Google Play Store, phổ biến và rất là dễ cho người mới bắt đầu. Vậy thì mình kiếm tiền như thế nào? Ở đây các bạn hầu như là cũng rất là mong muốn để biết được cái quy trình để kiếm tiền ứng dụng đúng không? Thì cái lộ trình cơ bản nhất thì mình muốn show lên cho các bạn ngày hôm nay thì các bạn xem. Ví dụ các bạn mong muốn để làm một cái publisher xuất bản ứng dụng lên trên Play Store thì các bạn gọi là publisher ha. Thì chúng ta khi mà làm ứng dụng xong mình xuất bản lên trên Play Store thì hướng đến người dùng, khi mà người dùng miễn phí có rất là nhiều người dùng miễn phí rồi á thì bên chỗ nhà quảng cáo sẽ chi tiền ra để mà lên những cái campaign, những cái chiến dịch quảng cáo nó hiển thị ở trong cái ứng dụng của mình. Thì như vậy là cái quá trình hiển thị như vậy á sẽ cho ra cái kết quả là thu nhập của mình trong cái quá trình mà nó hiển thị quảng cáo này, thì sẽ trả tiền vào cho tất cả những cái ứng dụng của publisher này. Thì đây là cái quy trình để các bạn hiểu được hơn đối với những người mới bắt đầu mình sẽ kiếm tiền như thế nào từ cái việc publish sản phẩm của ứng dụng của mình ha, hướng đến cho user này, quảng cáo này, chi tiền ra bỏ tiền quảng cáo nó hiển thị trong ứng dụng của mình này. Và sau đó là publisher sẽ nhận tiền quảng cáo này qua tài khoản Google AdMod nha.